Chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với Minecraft sinh tồn phiên bản 1.13.2. Ở tập trước Lộc đã xây được một cái nhà để enchant đồ các bạn. Đấy, tập hôm nay Lộc sẽ bắt đầu enchant dụng cụ thôi các bạn. Giờ Lộc sẽ làm một cây cúp mới này. Đấy, lấy hết luli quăng bánh để enchant luôn các bạn. Giờ craft cây cúp mới thôi. Đấy, tại cây cúp cũ của Lộc ấy nó gần hư rồi. Nên craft cây cúp mới luôn các bạn. Đấy, trong người Lộc giờ còn 35 level này. Tại hôm qua làm thử thách giết 100 con zombie Batman ấy, cho nên kiếm được khá là nhiều kinh nghiệm. Đấy, rồi giờ vô enchant luôn các bạn. Rồi cúp hãy được hiệu suất 4 các bạn. Boom, không biết nó có gai dòng gì không nữa. Chầm hỏng 3. Đấy, thông thường mấy cây dụng cụ đầu tiên mình enchant các bạn, nó thường ra mấy dòng ngon thôi. Đó, giờ có cây cúp này rồi, chắc mình sẽ làm cái máy farm zombie thôi các bạn. Máy farm thịt zombie ấy, để mình lấy kinh nghiệm nữa, tại vì mình tìm được cái spawner của con zombie vào tập thứ 3 ấy. Các bạn nào chưa xem tập thứ 3 nhớ quay lại xem tập đó nha. Đấy, tập vừa vào là tìm được cái spawner các bạn à. Rồi, bây giờ sẽ lấy một ít nguyên liệu để làm cái chỗ farm đó thôi các bạn. Đấy, ok, giờ Lộc sẽ lấy nguyên liệu cái nè. Rồi, Lộc đang xuống cái hang mà có cái spawner các bạn. Đây, cái chỗ này Lộc đào ra tập 1 nè. Ủa tập 3 chứ, nhưng mà tìm được cái spawner ở phía dưới các bạn. Đấy, spawner của con zombie thôi. Rồi, giờ bắt đầu dọn con này ra trước các bạn. Chưa chết tiền để Lộc cắt đồ đây. Lộc có đem theo cái gương để đựng đồ này các bạn. Rồi, ok, mình đã lấy được thêm một số nước rồi. Giờ để dưới là thành nước dinh cũ thôi các bạn. Tại vì làm hệ thống này cần nguồn nước dinh cũ các bạn. Rồi, cái gì tiếp theo là đập con này ra các bạn. Đập con này ra là về mỗi hướng là 4 ô nha. 1, 2, 3, 4 này. Đó, bên đây cũng vậy luôn, 1 2 3 4. Đấy, cắm nước lên. Bên đây là 1 2 3 4. Đập ít vết tường này ra là ok đấy. Rồi, sau khi các bạn đào được cái hình vuông 9x9 này các bạn sẽ làm một cái trụ đi lên cho mình nha. Đấy, chưa, để mình đi lên mình làm một ít cái block khác đây, làm cái trụ các bạn. Trụ dùng gỗ đi, gỗ cũng được các bạn. Đấy, để đựng cho con zombie nó spawn ở phía trên này này. Đó, rồi sau đó cào vỏ nó ra. Đấy, để ngăn lại các bạn. Rồi, tiếp theo là các bạn đào xuống cho mình nha. Đào xuống tầm nhiêu ô ta? 1 2 3 4. Ô cái này dư. Mình đào hơi dư rồi. Rồi, chặn lại cái đây. Chắc đào xuống tầm 3 ô là đẹp các bạn. Đào xuống 3 ô nha. Đấy. 1 2 này, 3 đấy, đào xuống 3 ô. Đào hết chỗ này luôn. Rồi, ok, giờ mình đào ra thôi. Rồi, ok, mình đã đào xong con này rồi các bạn. Khi các bạn đào xong ấy, như vậy các bạn nên cấm nước đi, để không thôi quái nó spawn đấy. Ok các bạn ơi, sau một hồi mình suy nghĩ, mình đã quyết định làm chỗ này để làm chỗ đi lên xuống này. Đó, chỗ này là hệ thống đi lên này các bạn. Còn việc zombie nó gớt đâu ấy, mình sẽ cho nó rơi từ trên đây xuống, trả xuống đây. Đấy, từ đây rồi đi vòng lên trên kia, gớt qua bên đây. Thấy nó hơi gườm gạt các bạn nhưng mà không sao đâu, mình nghĩ như vậy sẽ ok hơn ấy. Và bây giờ ở đây các bạn đào xuống 2 ô cho mình nha. Đấy, đào xuống 2 ô trước đi. Rồi, có nên đi vô không ta, để lọc test nguồn nước cái đó. Cái xô đâu rồi, đây, đập một block đi lên cái này. Rồi, lấy xô nước thôi. Lọc có làm dời chỗ nước dinh cũ qua đây rồi các bạn. Đó, ở đây giờ nước nó chạy tới đây, vậy là ở đây một cái bảng nữa các bạn, có làm thêm một cái bảng rồi. Đấy, đào vô 1, chắc đào 5 ô quá các bạn. 1 à, chúng ta 1 2 3, cầm cái đuốc lên cho các bạn dễ thấy nha. 1 2 3 4 5. Đó, có sắt luôn. Đào này cũng gai sắt nữa, quá xòi thật. Rồi, lắp lại. Đấy, rồi ở đây thì cho con zombie đi lên nha các bạn, thì đặt các con hòm xuống. Rồi, từ từ mình có cách để thành nước dinh cũ nó dễ hơn các bạn. Rồi, ở đây đặt một số nước này để Lộc test cho các bạn xem nha. Đó, sau này có cúp mềm mại các bạn, Lộc sẽ lấy băng để cho nó đẩy nhanh hơn ấy. Rồi, ở đây đặt các linh hồn zombie sẽ bay tiếp lên kia. Đó, rồi giờ đi đào lên thôi các bạn. Đấy, cầm đúng lên. Ok các bạn, hiện tại mình đang ở phía trên của cái chỗ farm này. Đấy, từ zombie nó sẽ lên đường này nè các bạn, nó chạy xuống đây, nó gót xuống đây. Đó, đặt đây một tấm bảng để chặn nước lại các bạn.
Đấy, nước nó sẽ từ đây chảy xuống này. Rồi giờ đập ra thôi. Đấy. Sao ta? Ok, tạm thời đặt đặt xuống trước đi các bạn. Dạ. Rồi công việc bây giờ là mình sẽ đặt một cái gì ta? Một cái hàng gạo. Rồi chắc không cần cái biển đâu các bạn. Bạn đặt ở đây một xô nước nha. Đó, đặt đây một xô nước. Sau đi đi xuống dưới kia các bạn, đặt cái tảo bẹ này. Đấy, khi các bạn đặt tảo bẹ, các bạn đập ra nó sẽ thành nước dinh cũ không à. Đấy. Hết oxy, hết oxy, lên lên thở cái đã. Rồi, đợi lấy oxy các bạn. Đấy, các bạn đặt tảo bẹ giống như mình nha. Rồi sau đó các bạn đập ra là nó sẽ thành trở thành nước dinh cũ hả các bạn. Đấy. Cái này mình chỉ coi trên mạng ấy, mình biết được á. Đó. Rồi tới đây phải không? Các bạn đập xuống. Đấy, cứ đập cái hết đi. Rồi. Rồi, rồi, đặt đây một cái bảng quá. Cầm ta. Ok, đặt đây cái bảng đi. Đây nữa. Ở đây chắc đập ra nguyên một đường luôn các bạn. Rồi, giờ đạo này ra. Các bạn đặt gì là nó sẽ đẩy lên nha các bạn. Đó. Thấy ok chưa? Rồi đạo này ra. Là phải đặt làm thêm bảng rồi. Ok, đợi mình lên trên mình làm thêm ít cái bảng đó. Để mình nghĩ xem. Mình tìm cách để làm cho nó kiểu như là dạ. Làm nước dinh cũ đây trước các bạn. Sao ta? Mình phải nói sao nhỉ? Để cho nó đẩy nhanh hơn các bạn, chứ tốc độ đẩy giờ chậm quá. Lấy nước, mình có đem theo một cái xô nữa. Đó, giờ mình sẽ đây. Đó. Đây nữa này. Đập này ra luôn. Đây nữa. Nó cứ như ba nguồn nước nó đẩy, mình nghĩ nó sẽ nhanh hơn các bạn. Đó. Rồi, vậy là ổn rồi đấy. Lấy hai xô nước. Đó, lắp lại. Rồi, như vậy là hoàn thành hệ thống nước các bạn. Rồi khi Gimby nó gớt đây phải không? Đấy, nó đẩy lên đây và nó sẽ gớt xuống. Bẹp. Các bạn thấy không? Mình còn đúng một tim luôn. Rồi mắc xuống nước rồi. Không sao đâu, ở đây mình có nước dinh cũ mà. Đó, con Gimby nó cũng giống như mình nha các bạn. Nhảy xuống nó còn một tim thôi, mình đánh cái là nó ngẫm à. Rồi. Đành lại đập ra thế bằng cấp stone hết đi. Đấy, giờ mình là giờ làm một ít cái hopper các bạn. Hopper là cần cái gương nha. Gương dùng gỗ bạch dương đi. Đấy, cần 3 cái. 1 2 3. Đấy, 3 cái rồi sắt vô các bạn. Rồi. Đấy, 3 cái hopper chĩa xuống đi. Được không ta? Chưa, để mình đặt cái gương trước các bạn. 3 cái mà có một cái gương à. Rồi, làm thêm một cái gương nè. Đầu tiên là đặt cái gương xuống trước các bạn. Đặt cái gương xuống. À dạ. Rồi sau đó đặt hopper xuống các bạn. Một cái này, cái này chỉ vô cái chính giữa. Rồi, vậy là zombie nó gớt xuống đây nè các bạn. Mình chỉ đánh là đồ nó sẽ rơi đây này. Đó. Ok chưa? Giờ làm thêm một cái gương để cho nó bự ấy. Chứ có một cái gương mình nghĩ không chứa nổi đâu. Zombie nó rơi khá là nhiều đồ các bạn. Ok chưa? Giờ đây chắc đặt một cái slab đi các bạn. Slab này. Tạm thời đặt slab này đỡ đi. Để nhiều khi có mấy con zombie con ấy. Đấy, nó vẫn quýnh được các bạn. Rồi, vô test lại thôi. Ăn cho đầy máu các bạn. Chứ như đầy máu rất là chết đấy. Ok. Chuẩn bị này. Nó chưa đầy máu mình rất là sẽ chết các bạn. Để cho nó hồi đầy máu ra. Rồi, giờ mình đã sửa lại xong rồi này. Giờ đi lên nào. 1 2 3. Đó. Lên đây cái nước tự đẩy xuống các bạn. Đó, gớt xuống đây phải không? Sau đó là gớt xuống đây. Ui da, chết không. Vậy là mình cần phải dời xuống tí nữa các bạn. Chắc dời xuống một ô nữa được ấy. Ok, chắc dời xuống một ô nữa đi. Tại sau này mình sẽ làm cái này nó xuống một ô nè. Đó, cho nên phải dời xuống một ô trước đi các bạn. Rồi cắt đá linh tan tinh vô hết đi. Chặt chỗ quá. Rồi. Dọn đồ thôi. Đấy, đặt đây và một xô cái bên đã thành nước chính cũ thôi các bạn. Đó. Ok chưa?
Rồi sau khi trên này thành nước kim cổ thì mình trả nước ở phía dưới thôi. Đây, dạ đây. Rồi, vậy là xong rồi đó các bạn. Sau đó sẽ đập cục này ra. Lắp lại. Rồi chuẩn bị đi lên nè các bạn. Công đoạn khó nhất là lúc đi lên này. Đi lên để khi mà tắt đốt ấy. Vì mấy con zombie nó đeo theo kinh lắm các bạn. Rồi chuẩn bị tắt đốt nha. Hy vọng là cái máy farm nó sẽ hoạt động ok các bạn. Đấy, còn một cây nữa. Ở đây còn nữa. Hồi đó nó spawn đấy. Đó, ở đó một cây nữa. Cố lên. Rồi xong. Rồi vậy là xong nữa các bạn. Rồi. Ở đó là cây đuốc thôi. Lấy lại luôn các bạn. Để không còn ánh sáng ngay. Mình không biết cái đuốc đó có ảnh hưởng không nữa, nhưng mà không sao đâu. Lấy lại đi. Đấy. Rồi lên. Dạp. Rồi ở đây mình sẽ dùng kính để ốp lại các bạn. Không biết kính nó có chặn được ánh sáng không nữa, mà tạm thời gì ốp lại gì thôi. Đó. 1, 2, 3. Xong. Giờ zombie nó rớt xuống ngay. Mình chỉ cứ cần đứng đây chém thôi các bạn à. Rồi ăn vô cái đã. Giờ chỉ cần đợi nó lên thôi. Ok, trong lúc chờ đợi mình sẽ làm một ít cái lò nung các bạn. Mình định ốp kính lại mà không biết kính nó có để ánh sáng truyền qua không nữa. Không sao đâu. Đó. Còn 2 hit mới chết các bạn. Nhưng mà sao đâu. Miễn mà có chỗ farm ok là được rồi. Lò nung đặt ở đây đi. Để nung cát lên các bạn. Ok, cảm ơn, mình đã dọn đồ xong rồi. Và bây giờ mình muốn hỏi các bạn là mình dự định ấy sẽ quay lại thế chơi hết shit các bạn. Tại vì mình hết shit mình vừa đau về được ấy. Đấy các bạn, nếu các bạn muốn mình chơi hết shit nhớ comment cho mình biết nha. Đấy, còn bây giờ chắc mình sẽ làm một cái gì ta? Cái rìu đi. Mình sẽ làm một cây rìu kim cương các bạn. Nên ta hay rìu sắt đi, tạm thời rìu sắt thôi các bạn. Mình sẽ làm một cây rìu sắt mới nha. Đấy. Rồi, lấy que nào. Que còn 7 cây này, là một cây rìu sắt này. Rìu sắt. Rồi xẻng cái nên chúng ta. Kiếm sắt đi từ từ các bạn. Mình lên bển mình enchant cây rìu lên cái đã. Enchant xong mình sẽ đi đi bắt con bò nấm vậy các bạn à. Các bạn kia bảo mình đi, anh bắt bò nấm về để làm nguồn thức ăn dinh cũ đi thì ok. Đấy, mình sẽ đi bắt bò nấm về luôn các bạn. Chứ sao gì mình cũng bắt à. Đấy. Rồi giờ enchant cây rìu trước tại vì mình cần rìu để chặt cây các bạn à. Hiệu suất 4 luôn. Hiệu suất 4 vậy ok, để mình lấy kim cương các bạn. Lấy kim cương làm cây rìu hiệu suất 4 luôn. Rồi, mình đã lấy được kim cương rồi này. Còn bởi mình làm cây rìu các bạn. Tại vì cây rìu hiệu suất 4 rất là ngon các bạn. Thì mình cần chặt gỗ để xây dựng rồi. Đấy, cho nên rìu hiệu suất 4 sẽ giúp mình rất là nhiều luôn. Rồi, giờ vô để xem cây kiếm được trong gì đó. Là hai chân đốt còn sáng. Sáng có hiệu suất 4 mà. Vậy làm cây rìu kim cương nó sẽ ngon hơn các bạn. Rồi. Kim cương này thì giọng có chầm hỏng nha. Ồ, hiệu suất 4 không à, không có chầm hỏng luôn các bạn. Hiệu suất 4 nữa. Còn cái kiếm thì sao, sắc bén 4. Ok, vậy mình làm cái kiếm kim cương các bạn. Đấy, kiếm kim cương để coi nó ra dòng gì nha, để bảo vệ mình thôi. Nhặt nhặt 3 luôn các bạn à. Cái kiếm nhặt 3 này. À, giờ mình đã có một bộ dụng cụ VIP không rồi. Đấy, rồi giờ mình sẽ đi bắt mấy con bò nấm vậy thôi. Ok, let's go. Rồi ok, cảm ơn, mình đã cắt đồ xong rồi. Mấy cái dụng cụ kia chắc mình không đem theo các mà. Đem theo sợ nhiều khi mình chết mất đồ ấy, tiếc lắm. Được cái kiếm quá VIP luôn các mà. Đấy, sắc bén mà còn có nhặt ba nữa chứ. À, rồi bây giờ mình sẽ đi thẳng những này này, cái hòn đảo nấm ở phía bên đây các bạn. Chắc đoạn này mình sẽ không cắt đâu, để các bạn biết đường ấy. Nhiều khi các bạn chơi cái ship của mình ấy mà không biết đường đâu. Đấy, các bạn đi thẳng hướng này nha. Đó. Có con cừu trên kia kìa, hai con cừu luôn. Đấy. Tính ra cái ship này khá là hay các bạn. Tại vì mình có thể ở gần biển này, gần vùng băng này, mà gần vùng đảo nấm nữa. Quá là tuyệt vời luôn. Đó. Ở đây có gì đây? Có mực. Mình muốn tìm cái vùng mà có kiểu có san hô các bạn. Mình lấy san hô gì mình làm bể cá. Tại mình rất thích làm bể cá trong phiên bản mới này luôn. Đó, mình bắt được mấy con cá này.
khi nào mình có cái cúp mà chậm học mềm mại các bạn, mình sẽ lấy số băng này về làm mấy cái đồ graphton đây để dần chuyển đồ nhanh hơn. Đó. Mình chiếm ồ đây này này tới này tới này. Cái này chắc đi xuống đi. Rồi đi qua bên kia bắt hai em bò vậy các bạn. Chắc mình sẽ bắt một em trước thôi. Còn em sau thì mình sẽ skip đoạn bắt. Đó. Đâu em nào đâu. Đấy, ở đây khá nhiều các bạn. Hình như nghe mấy bạn kia chỉ là con bò nấm này nó cũng ăn lúa bình thường các mà. Đấy, không biết có phải không nữa, để mình bắt về trước cái đã. Đấy, rồi đi, let's go. Đấy, coi mình chở con bò kìa. Rồi đi thôi, đi thôi. Coi nó kìa bạn, trên đầu nó có ba cái nấm, ở đầu một cái nấm với trên người hai cái nấm. Nhìn khá buồn cười luôn. Ở đây không có gấu Bắc Cực nha, bữa hôm mình gặp một con ấy, để có dịp mình sẽ bắt nó luôn các bạn. Đấy, mấy con vật nào bắt được mình sẽ bắt về hết cho các bạn xem. Ồ, ở dưới có gì kìa. Cái đó để từ từ khám phá sao các bạn. Đấy. Ở dưới không biết có con gì, con ma nước không nữa, để mình đánh nó để ra cái cây đinh ba các bạn. Đó. Rồi giờ về thôi. Coi con bò kìa, nó đang nhìn mình, con mắt nó nhìn khá là buồn cười các bạn, mắt nó hình dấu cộng ấy. Đó. Về thôi, sắp tới các bạn có muốn mình xây cái bể cá hay cái nhà dưới nước không? Tại vì có một vài bạn comment cho mình xây nhà dưới nước ấy. Đấy cũng ok đấy, tại vì mình gần biển mà. Đấy, muốn xây thì khi mình có đủ nguyên liệu mình sẽ xây thôi. Tại vì xây nhà dưới nước nó chỉ cần cát nhiều các bạn. Cát để mình làm kính này. Đó. Rồi, rồi tới nhà này. Rồi, bây giờ là mình có được mấy con vật ta? Được ba loại các bạn, ba vật nuôi à. Ồ chưa, để mình vô mình lấy lúa ra. Mình nghe mấy bên kia nói là con này vẫn ăn lúa bình thường các bạn. Để mình lấy lúa mình dắt nó vô thử nha. Đây là con bò viếp. Bò khá hiếm các bạn. Rồi chầm lại. Rồi dắt dắt theo. Miếng ngô mình nó lớn hết này, sau này chắc mình làm cái hệ thống thu hoạch tự động luôn các bạn. Mấy cái đó mình có thể làm được ấy, tại vì nó khá đơn giản. Rồi. Có nhìn không? Rồi. Ồ nó vẫn ăn lúa nè các bạn, nó nhìn nè. Hay nha hay nha. Rồi giờ mình sẽ dắt nó vô thôi. Zombie quá trời kìa, đi đường này đi. Ok, theo khi mình dắt con này mình sẽ dắt con kia về luôn nha các bạn. Hẹn lại các bạn khi mình dắt hai con về nha. Đi thôi. Rồi mình đã dắt hai con bò về ở chung rồi các bạn. Đấy, khi nào mình cần lấy súp ấy mình cứ ra đây mình lấy cái tô rồi mình chụp phải cho nó thôi. Đó. Và sắp tới các bạn muốn mình chơi cái mod mod bắt hết shit đây, đừng quên comment ở phía dưới để mình biết và mình chơi nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Bye bye.